Vitamin. Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng 1. Phân tích được tính chất lý hóa của các nhóm vitamin để ứng dụng trong kiểm nghiệm các thuốc trong trường. 2. Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu tài liệu, giải quyết vấn đề và tự tổng hợp kiến thức. Vitamin là gì? Sao lại quan trọng đến như vậy? Vai trò của chúng đối với cơ thể thế nào và chúng gồm những loại nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong bài học này. Vitamin được chia thành hai nhóm. 1. Vitamin tan trong nước. 2. Vitamin tan trong dầu. Vitamin là những hợp chất hữu cơ. Cơ thể người chỉ cần những lượng nhỏ, được cung cấp chủ yếu từ thức ăn để duy trì sức khỏe. Định nghĩa này phân biệt vitamin với các nguyên tố vi lượng, là những chất vô cơ, với các axit amin cần thiết, cơ thể cần lượng lớn. Một số vitamin còn được cung cấp từ nguồn khác, như vitamin D tạo thành do tia tử ngoại chiếu vào da chúng ta. Vitamin PP một phần do cơ thể tổng hợp từ tryptophan. Vitamin tan trong nước. Các vitamin tan trong nước gồm 8 vitamin phức hợp B, thiamin, B1, riboflavin, B2, niacin, PP, pyridoxin, B6, acid folic, B9, cobalamin, B12, acid pantothenic, biotin và vitamin C. Đặc điểm chung của các vitamin nhóm này là cơ thể không dự trữ, lượng cung cấp dư sẽ bị đào thải, chủ yếu qua nước tiểu. Thiamin, tên khác, vitamin B1, thiamin, biệt dược, anurin, betaxin, begun, biamin. Thức ăn hàng ngày cung cấp đủ thiamin. Thiamin có trong thức ăn nguồn thực vật cũng như động vật. Nó có nhiều trong men bia, trong các hạt ngũ cốc, chủ yếu là cám, và trong các mầm hạt các cây họ đậu, trong khoai tây, cà chua, hoa quả trong thịt, gan, trứng, sữa. Thiamin hydrochloride là những tinh thể không màu, hoặc bột kết tinh trắng, nhỏ, thường có mùi đặc trưng giống mùi men bia, vị đắng. Khi tiếp xúc với không khí, chế phẩm khan nhanh chóng hút ẩm, tới khoảng 4% nước. Dung dịch trong nước axit với giấy quỳ. Dung dịch 1% có pH từ 2,7 đến 3,4. Nóng chảy ở 248 độ C với sự phân hủy. Thiamin hydrochloride dễ tan trong nước. Khó tan trong ethanol. Không tan trong ether, benzen. Dẫn xuất pyrimidine, có tính bazơ, nên tạo tủa với một số thuốc thử chung của alkaloid. Thiamin tạo tủa với dung dịch thủy ngân hydrochloride, với dung dịch iốt, với axit picric, tanin và thuốc thử Meyer. Đặc biệt, với axit silicovolframic, thiamin tạo tủa có thành phần xác định, nên ngoài việc dùng thuốc thử này để định tính, còn dùng để định lượng thiamin bằng phương pháp cần. Do có tính bazơ nên có thể định lượng thiamin bằng phương pháp đo axit trong môi trường khan. Chế phẩm là thiamin monohydrochloride hoặc thiamin monohydrobromide. Dung dịch của chúng trong nước axit với giấy quỳ, dễ tan trong nước. Dẫn xuất thiazol. Vòng thiazol là một dị vòng thơm vững bền. Song vòng thiazoli có nitơ bậc 4 nên kém vững bền, đặc biệt trong môi trường kiềm và trung tính. Trong các môi trường này, vòng bị thủy phân, mở vòng, và lúc đó rất dễ bị oxy hóa thành các sản phẩm không có hoạt tính vitamin. Quá trình thủy phân mở vòng là một quá trình thuận nghịch. Vì vậy, chế phẩm dược dụng là dạng muối hydrochloric hoặc hydrobromide. Các dung dịch của chúng có tính axit nên vững bền. Các dung dịch trong nước của thiamin phải đựng trong lọ thủy tinh trung tính. pH của dung dịch phải axit. Trong môi trường kiềm, tác dụng với califericianit, tạo thiocrom màu vàng và có huỳnh quang màu xanh da trời. Phản ứng này được dùng để định tính và định lượng thiamin bằng phương pháp đo huỳnh quang. Hấp thụ mạnh bức xạ vùng tử ngoại. Ứng dụng để định tính và định lượng thiamin bằng phương pháp đo quang phổ hấp thụ vùng tử ngoại. Muối kết hợp. Để phân biệt các muối thiamin,
dùng các phản ứng đặc trưng của các anion dạng chloride và bromide, dùng phản ứng với chloramine trong sự có mặt của chloroform, và dùng phản ứng bạc nitrat để xác định ion nitrat cho chế phẩm tác dụng với dung dịch sắt 2 sunfat đậm đặc. Thêm axit sulfuric theo thành ống nghiệm thì mặt phân cách hai lớp có màu nâu. Nhóm 2 hydroxyethin. Nhóm này dễ ete hóa hoặc ete hóa tạo thiamin palmitat, thiamin stearat, thiamin phthalat. Song quan trọng nhất là thiamin pyrophosphat, còn gọi là thiamin diphosphat, hoặc carboxin coenzyme của một số enzyme vô cùng quan trọng trong việc chuyển hóa các hydrat carbon. Dùng để phòng và điều trị bệnh thiếu thiamin. Thiếu thiamin có thể do trong thức ăn thiếu, do nhu cầu cao, do ăn các thực phẩm chứa nhiều chất kháng thiamin, hoặc do các yếu tố trên kết hợp. Khi thiếu thiamin nặng sẽ gây ra bệnh beriberi. Bệnh này ảnh hưởng tới hệ tim mạch, thần kinh cơ và hệ thống tiêu hóa. Tùy ở cơ quan bị ảnh hưởng, người ta phân ra bệnh beriberi thể khô, thể ướt và thể não. Dạng bào chế: cồn thuốc 0,25mg trên 5ml, viên nén 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500mg, và dạng dung dịch tiêm 100mg trên ml. Thận trọng khi tiêm tĩnh mạch vì có thể gây sốc phản vệ. Riboflavin. Riboflavin có nhiều trong sữa, trứng, phô mát, rau xanh, thịt, đặc biệt là gan và thận, ngũ cốc, bánh mì, men bia. Rất nhiều loại vi sinh vật có khả năng sinh tổng hợp riboflavin, trong đó có vi khuẩn sống ở đường ruột của người. Riboflavin là bột kết tinh màu vàng hoặc vàng cam, hơi có mùi, nóng chảy ở khoảng 280 độ C. Dung dịch bão hòa trong nước của riboflavin trung tính với giấy quỷ, riboflavin rất khó tan trong nước. Ethanol, không tan trong ete, chloroform, benzen. Để làm tăng độ tan của riboflavin trong nước, thêm một số chất như uze, metinsetamid, các mối kim loại kiềm của axit hydroxybenzoic. Hóa tính của riboflavin là hóa tính của đường ribose và của nhân benzo, betazidin 2, 4 dion. Đường ribo có thể ete hóa hoặc ete hóa. Tác dụng với axit sulfuric tạo màu đỏ. Ứng dụng để định tính. Tác dụng với các axit đa chức: axit phosphoric, axit phthalic, axit tartric. Tạo este và dạng muối kim loại kiềm của các este đó dễ tan trong nước. Ứng dụng để điều chế dẫn chất riboflavin dễ tan trong nước. Riboflavin natri phosphat. Do có ba nguyên tử carbon bất đối, nên riboflavin có các đồng phân quang học. Ứng dụng để định tính và thử tinh khiết riboflavin. Nhân benzo pteridin 2, 4 dion. Hệ dây nối đôi luân phiên. Do có hệ dây nối đôi luân phiên tương đối dài, nên riboflavin hấp thụ mạnh bức xạ vùng tử ngoại và cả bức xạ vùng trông thấy. Riboflavin có màu vàng và có các cực đại hấp thụ ở 445, 269, 372 và 225 nanomet. Ứng dụng định tính và định lượng riboflavin. Dễ bị khử hóa thành leucoflavin không màu. Đây là phản ứng thuận nghịch. Phản ứng này dùng để định. Nhóm chức amic. Nhóm chức này dễ bị thủy phân trong môi trường kiềm hoặc axit khi đun nóng. Vì vậy, dung dịch riboflavin phải đựng trong thủy tinh trung tính. pH dung dịch trung tính. Riboflavin tan trong các dung dịch kiềm do tạo muối kết tùa, hoặc có màu với ion kim loại nặng, hoặc kim loại màu. Riboflavin rất dễ mất hoạt tính khi tiếp xúc với ánh sáng. Vì vậy, phải bảo quản riboflavin trong thủy tinh màu vàng, để chỗ tránh ánh sáng. Các dung dịch riboflavin có huỳnh quang màu vàng xanh đặc trưng, và ở pH axit nó hấp thụ cực đại 565 nanomet. Tính chất này được ứng dụng để định tính và định lượng riboflavin bằng phương pháp đo huỳnh quang.
tham gia xúc tác cho quá trình oxy hóa chuyển hóa hydrat carbon. Các axit amin như flavin mononucleotide hoặc riboflavin phosphate và flavin dinucleotide. Riboflavin rất cần thiết cho việc hoạt hóa pyridoxine, biến tryptophan thành niacin và duy trì sự nguyên vẹn của hồng cầu. Chỉ định dùng riboflavin để phòng và điều trị bệnh thiếu riboflavin. Dạng bào chế: viên nén 5, 10, 25, 50, 60 và 150 mg. Dung dịch tiêm 0,1%, đóng ống 1 ml, 5 ml. Dung dịch thuốc nhỏ mắt 0,1%, 0,01%. Acid ascorbic. Nguồn gốc: trong tự nhiên, vitamin C có trong thức ăn, từ thực vật cũng như động vật. Nó có nhiều trong hoa quả tươi, như chanh, cam, quýt, trong quả dâu, trong dưa hấu, trong rau xanh như bắp cải, xà lách, rau muống, trong cà chua, khoai tây, trong dịch ép cam, hoặc chanh chứa khoảng 5 mg axit ascorbic trên ml. Vitamin C được điều chế bằng phương pháp tổng hợp hóa học, với nguyên liệu là D-glucose, tinh thể hoặc kết tinh trắng, hoặc hơi ngà vàng, không mùi. Khi tiếp xúc với ánh sáng bị vàng dần. Ở trạng thái khô, vitamin C khá bền vững với không khí. Dạng dung dịch thì nhanh chóng bị oxy hóa khi có không khí, đặc biệt trong môi trường kiềm. Nóng chảy khoảng 190 độ C. Vitamin C dễ tan trong nước và ethanol, không tan trong chloroform, ete và benzen. Hóa tính của vitamin C là hóa tính của nhóm chức lacton, của các nhóm hydroxy, dây nối đôi. Song quan trọng nhất là hóa tính của nhóm endion. Nhóm này quyết định các tính chất hóa học cơ bản của axit ascorbic. Tính axit và tính khử, dễ bị oxy hóa. Tính axit: do hiệu ứng cảm ứng với nhóm carbonin, làm cho hydro của nhóm hydroxy ở vị trí số 3 trở nên rất linh động. Và vitamin C có tính axit khá mạnh. Vì vậy, vitamin C dễ tan trong các dung dịch hydroxit và carbon nát kim loại kiềm. Tác dụng với muối tạo muối mới: dùng tính chất này để điều chế ra dạng muối ascorbate natri. Dễ tan trong nước, thuận lợi cho việc điều chế dung dịch tiêm có nồng độ cao và pH gần như trung tính. Tác dụng với ion sắt 2 hoặc sắt 3 cho muối có màu tím. Phản ứng này được dùng để định tính hoặc định lượng axit ascorbic. Định lượng axit ascorbic bằng phương pháp đo kiềm. Chỉ thị phenol phtalein. Dung môi là nước. Tính khử: nếu không có chất oxy hóa thì axit ascorbic khá vững bền. Dạng dung dịch trong nước: khi có mặt của không khí thì axit ascorbic dễ dàng bị oxy hóa. Độ vững bền của axit ascorbic trong dung dịch tăng theo độ pH và sự tăng nồng độ. Các tác nhân xúc tác sự oxy hóa vitamin C là ánh sáng, nhiệt độ, kiềm và một số kim loại, đặc biệt là đồng, sắt và các enzyme. Việc oxy hóa axit ascorbic, oxy hóa khử thuận nghịch thành axit dehydroascorbic, vô cùng quan trọng đối với tác dụng sinh học của axit ascorbic, là tham gia xúc tác các quá trình oxy hóa khử xảy ra trong cơ thể. Ứng dụng tính khử của axit ascorbic để định tính và định lượng. Axit ascorbic làm mất màu xanh của 2,6-diclofenol, làm mất màu dung dịch iốt, dung dịch kali permanganat. Tác dụng với dung dịch bạc nitrat tạo tủa màu đen. Tác dụng với thuốc thử phê linh tạo tủa màu đỏ. Định lượng axit ascorbic bằng phương pháp đo iốt. Trong pha chế và bảo quản: các chế phẩm và bột vitamin C phải bảo quản tránh ánh sáng, để trong dụng cụ thủy tinh màu vàng. Đối với dung dịch tiêm, pH dung dịch phải axit, tốt nhất pH 4. Dụng cụ thủy tinh phải trung tính. Thêm các chất ổn định chống oxy hóa như natri metabisulfit, natri sulfit và loại hết tác nhân oxy hóa. Trong chế biến thực phẩm, nên dùng rau, hoa quả tươi. Khi đun nấu, không đun nóng lâu. Nên cho rau vào nước đang sôi. Dùng vitamin C để bảo quản thực phẩm. Do tính chống oxy hóa của nó, bảo vệ hương vị và màu tự nhiên. Vitamin C hấp thụ bức xạ từ ngoại, ứng dụng để định tính,
axit ascorbic tham gia các phản ứng hydroxin hóa và amid hóa nên rất cần thiết cho việc tổng hợp collagen, các proteoglycan và các hợp phần hữu cơ khác của chất cơ bản gian bào trong các tổ chức như răng, xương và màng trong các mao mạch, tham gia biến axit folic thành axit folinic, khử sắt 3 thành sắt 2 ở dạ dày, nên giúp cho việc hấp thu sắt qua ruột. Ngoài ra, axit ascorbic còn tham tổng hợp các hormone steroid. Chỉ định dùng axit ascorbic để phòng và điều trị bệnh thiếu vitamin C, bệnh scorbut. Biểu hiện của thiếu vitamin C là viêm và chảy máu ở lợi, rụng răng, chảy máu vào các khớp, vào khoang màng bụng, vào màng ngoài tim, chảy máu dưới da, đốm xuất huyết, đầm máu, chảy máu quanh nang lông, thiếu máu. Ngoài ra, axit ascorbic cũng như các chất chống oxy hóa khác có trong thực phẩm, atocopherol, beta carotene, có tác dụng chống lão hóa, như chống tạo đục thể thủy tinh ở người già, chống tạo tàn nhang. Thận trọng khi dùng axit ascorbic liều cao, vì có thể gây hồi ứng bệnh scorbut, gây sỏi oxalat ở thận. Dạng bào chế: viên nang giải phóng kéo dài, dung dịch uống, siro, viên nén, viên nhai, viên sủi, viên nén giải phóng kéo dài, dung dịch tiêm. Vitamin tan trong dầu gồm vitamin A, D, E và K. Ngoài tính chất chung là tan trong dầu, chúng còn liên quan đến các lipid trong thực phẩm và được hấp thu qua ruột cùng với các lipid ăn vào. Các vitamin tan trong dầu được dự trữ ở gan để cung cấp dần cho cơ thể. Vitamin A. Vitamin A có trong thức ăn nguồn gốc động vật như gan, bơ, phô mát, sữa tươi, lòng đỏ trứng và cá. Trong thức ăn có nguồn gốc thực vật chỉ có tiền vitamin A, đó là các carotin, alpha, beta, gamma carotene và cryptoxanthin. Chúng có trong các loại rau quả màu xanh, màu vàng và màu vàng cam như cà rốt, cải xanh, cà chua. Cấu trúc: vitamin A không phải là một chất, mà là tên chung để chỉ nhiều chất có hoạt tính sinh học tương tự nhau. Chất thường được gọi là vitamin A là retinol. Nó gồm một vòng 6 cạnh chứa một dây nối đôi, cyclohexane, gắn 3 nhóm metin và một mạch nhánh 9 carbon. Trên mạch gắn 2 nhóm metin và 4 dây nối đôi luân phiên. Cuối mạch là nhóm ancol bậc nhất. Do có các dây nối đôi nên có các đồng phân sister răng. Các đồng phân này có trong tự nhiên và có hoạt tính vitamin A. Tuy nhiên, hoạt lực của chúng khác nhau. Lý tính: vitamin A là những tinh thể hoặc bản mỏng màu vàng nhạt, nóng chảy ở 63 độ C, 64 độ C, không tan trong nước, tan trong ethanol và các dung môi hữu cơ thông thường, và dầu thực vật. Hóa tính: do có dây nối đôi nên vitamin A dễ bị oxy hóa, không vững bền trong không khí, ánh sáng. Khi có mặt các chất béo hoặc dầu dễ bị oxy hóa. Vì vậy, phải bảo quản vitamin A ở chỗ tránh ánh sáng, thủy tinh màu vàng, trong bao bì kín. Thêm chất chống oxy hóa như tocopherol, các este của axit gallic. Do có hệ dây nối đôi luân phiên tương đối dài, nên vitamin A hấp thụ mạnh bức xạ vùng tử ngoại và cả bức xạ vùng trông thấy. Vì vậy, vitamin A có màu hơi vàng. Ứng dụng để định tính và định lượng vitamin A: đo ở cực đại hấp thụ 326 nanomet. Nhóm ancol bậc nhất: dễ este hóa hoặc este hóa. Dưới dạng este hóa: chế phẩm vững bền với tác nhân oxy hóa hơn vitamin A. Chế phẩm dược dụng là retinol acetate, retinol palmitate. Nhóm ancol gắn với hệ dây nối đôi luân phiên, nên vitamin A dễ bị phá hủy trong môi trường axit. Thành anh hydro vitamin A không có hoạt tính sinh học, do có hệ dây nối đôi luân phiên, kết thúc bằng nhóm ancol, nên vitamin A dễ tạo sản phẩm có màu với nhiều thuốc thử, như các axit mạnh, axit perchloric, các muối chloric của các kim loại hóa trị cao. Phản ứng này được dùng để định tính và định lượng vitamin A. Công dụng: vitamin A đóng vai trò rất quan trọng trong chức năng của võng mạc. Nó rất cần thiết cho việc phát triển và phân chia tế bào ở các tổ chức biểu mô, rất cần thiết cho việc phát triển của xương, sự sinh sản và phát triển của bào thai. Cùng với một số carotenoid khác, vitamin A có tác dụng làm tăng chức năng miễn dịch,
làm giảm hậu quả của một số bệnh nhiễm trùng, và còn có tác dụng ngăn ngừa sự phát triển